là tiếp tục mở hộp lên. Cái này á, là nồi cơm điện nha mọi người, nồi cơm điện kim cương nha, cho mọi người xem đây, nồi cơm điện kim cương ha. Rồi mình sẽ bóc ra nha. Cái này mua về bến mua nồi này cũng nồi này tới 3 lít, là gần 3 lít, rất là to nha. Này to, nồi này là kiểu nồi không có qua, không có nắp rời á mọi người, nắp rời á, dán gì mà chắc dữ không biết. Chính người ta đi, người ta sợ bị ấy á, dán chắc á. Cơm điện kim cương này. Đó. Cái này phải cũng phải kiểm tra coi thử coi là tại cái này mình mua khoảng 300 mấy á mọi người, khá là rẻ nha. Mua trên shop này thì mình cũng chờ coi nó có uy tín hay không thôi, nhưng mà thấy cái kiểu đóng hàng gì là thấy uy tín rồi đó, khá là chắc luôn. Người ta sợ bị bể bị hư á đó. Đó thấy không, đúng không, hai ba lớp luôn, thấy không, bạn thấy không, rất là chắc luôn á mọi người. Chắc dữ lắm. Cắt và bớt cái này nha. Rồi mở này ra, cái thùng nó nằm đây nè. Rất là to nha mọi người, rất là to nha. Rất là to luôn. Đây, trời ơi. Cái nồi này, cái nồi nó các bạn coi cái nồi hơi bự nha. Ui mẹ ơi, cái nồi bự quá bạn ơi. Mẹ, còn mới nguyên nha. Cái nắp nồi bị để qua một bên cái coi. Và đây cái bình, đây cái nồi. Ui mẹ nặng. Đây. Wow, rất là nặng và to nha. Đây, nồi cơm điện kim cương. Đây, mình thì khoái nấu cơm bằng những cái nồi này, lý do bởi vì nhìn nó rất là sạch. Bạn hiểu không? Mình không thể mua ít mua cái loại nồi hiện đại lắm. Mình thường phải mua dùng cái nồi này tại vì nó sạch lắm mọi người. Nó có phiếu bảo hành vậy nè. Để qua bên đây. Nó có một cái dây cắm điện. Dây cắm điện và một cái muỗng với bếp cơm. Còn cái nắp. Dây này hơi ngắn nha. Dây cắm điện này hơi ngắn mà nó nhìn nó kiểu như nó không, nó còn cái sợi này nó hơi nó mỏng á, nó không có dày. Còn cái má, còn cái má nắp này thì mình bóc ra đây. Mấy cái cắt nhẹ. Trời, cái nồi này chắc nấu chắc 5 người ăn còn được.
Đó. Đây. Nồi cơm điện kim cương. Rồi. Ok. Ai muốn mua sản phẩm này, mọi người có thể vào phần mô tả video để mọi người mua nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nha.